Kính thưa quý vị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị đâm thấu ngực thủng tim. Hiện nay, bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại khoa hồi sức sau mổ. Bệnh nhân là anh Ngô Quảng Tê, 37 tuổi, nam, ngụ ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, được Trung tâm Y tế huyện Tân Châu chuyển đến cấp cứu đêm 28 tháng 4 năm 2020 với chẩn đoán sốc giảm thể tích, vết thương thấu ngực do bị đâm. Bác sĩ Trần Duy Khiêm, khoa ngoại tổng quát và phẫu thuật viên chính cùng với ekip đã phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhân. Bệnh nhân nhập viện khoảng 9 giờ rưỡi tối ngày 28 tháng 4 năm 2020 trong tình trạng là có hai cái vết thương là khá lớn, ở một cái ở ngực và một cái ở bụng. Thì hai vết thương này và làm cho bệnh nhân là mất khá là nhiều máu, cho nên là bệnh nhân vào với tình trạng là mạch rất nhanh, huyết áp thì còn 60 trên 40 mm thủy ngân và tình trạng về tri giác của bệnh nhân là hơi lơ mơ. Thì sau khi được hội chẩn và siêu âm với hội chẩn lãnh đạo thì bệnh viện và tua trực ekip và cấp cứu là quyết định là mổ cấp cứu ngay trong đêm và ngay lập tức luôn. Thì có xin dự trù 4 đơn vị máu để truyền bù cho bệnh nhân nếu như có tình huống xấu xảy ra. Ca mổ bắt đầu vào khoảng 10 giờ đêm 28 tháng 4 năm 2020. Chúng tôi mới thực hiện là mở ngực của bệnh nhân bằng đường giữa. Sau đó là tiếp cận vào tim nhanh nhất có thể thì thấy được một cái lỗ thủng ở tâm thất phải của bệnh nhân, kích thước là 1x2cm và máu nó đang chảy rất là dữ dội. Thì chúng tôi tiến hành phẫu thuật khâu lỗ thủng và cầm máu, lấy máu cục để cho giải áp cái buồng tim của bệnh nhân, cho tim nó được hoạt động lại bình thường. Thì ca phẫu thuật kéo dài tới 3 tiếng, kết thúc vào 1 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 2020. Thì tình trạng bệnh nhân từ sau khi mổ là đã cải thiện rất là nhiều, cho đến hiện tại thì bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể trả lời được đúng những câu hỏi của đội ngũ y bác sĩ đặt ra. Và sinh hiệu của bệnh nhân hiện tại thì rất là ổn định. Dạ, những cái dẫn lưu được đặt để theo dõi sau khi mổ đều diễn tiến theo chiều hướng tốt. Trước đó cùng ngày, anh Ngô Quảng Tê có uống rượu với cha ruột và một số người khác, do cãi giả dẫn đến mâu thuẫn. Trong lúc ngủ, anh bị cha ruột 70 tuổi dùng dao đâm 2 nhát ở ngực và bụng,